Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng các bạn mình. Lại một mùa Giáng sinh đã đang đến và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa mà các anh em có thể sử dụng trong đêm Noel. Một cái đêm mà thời tiết nếu như bình thường ấy sẽ khá là lạnh và mình nhớ là đôi khi nó có hơi lất phất mưa. Và cái mùi hương nào có thể sử dụng được? Cái thứ nhất là ngọt ngào, quyến rũ và thu hút trong cái đêm Giáng sinh đó. Do vậy, ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho anh em 10 chai nước hoa mà mọi người có thể tham khảo để sử dụng trong đêm Giáng sinh. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở phần mô tả bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay, top 10 chai nước hoa các anh em có thể tham khảo để sử dụng trong đêm Noel. Ok, let's go. Ở video số 10, đây là một sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez và nó có tên là For Him. Đây là một chai nước hoa mình khá là thích nếu như trời lạnh và có một chút mưa phùn. Bởi vì ở chai nước hoa này nó là một cái sự kết hợp giữa xạ một chút hoa diên vĩ nếu như mình nhớ không nhầm. Thế nhưng khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương của chai nước hoa này, chúng ta có thể liên tưởng đến những cái con phố nó hơi có một cái gì đó rêu phong và trời se se lạnh, một chút mưa phùn nữa. Khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương này thì chúng ta sẽ có phần nào liên tưởng đến cái khung cảnh đó. Thì trong cái đêm Noel và trời lạnh, nếu như có một chút mưa phùn thì mình nghĩ rằng không một mùi hương nào có thể hơn Narciso Rodriguez For Him. Mùi hương mà rất là nam tính, một chút lãng mạn nếu như thời tiết lạnh và có một chút mưa phùn. Do đó vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến anh em đó là Narciso Rodriguez For Him. Đó. Ở vị trí số 9 lại là một sản phẩm của nhà Valentino và chai nước hoa này có tên là Valentino Uomo Noir. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của Valentino Uomo Intense. Nếu như ở phiên bản đời đầu Valentino Uomo với cái mùi hương của Cappuccino, nó rất là lãng tử. Tất nhiên nó vẫn rất nam tính, thế nhưng nó có một chút gì đó phần lãng tử nhiều hơn. Còn ở Uomo Intense thì đậm hơn và có hơi hướng sexy hơn. Và nếu như anh em nào ưa thích cái phong cách của dòng nước hoa Valentino Uomo nhưng chúng ta nghĩ rằng nam tính là ok, thế nhưng chúng ta thích một cái gì đó nó gai góc hơn, có một cái gì đó người đàn ông nó trưởng thành hơn, thì Valentino Uomo Noir chính xác là cái mùi hương như thế. Bởi vì trong chai nước hoa này, nhà nước hoa Valentino người ta đã cho thêm nhang vào mùi hương thì nó sẽ có thêm cái gì đó nó gai góc, nó có thêm cái gì đó nó có vẻ u tối hơn. Thì nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi hương của dòng nước hoa Uomo và chúng ta ưa thích và chúng ta muốn rằng nó có một cái gì đấy nó sần sùi hơn, nó gai góc hơn, thì Noir chính là cái phiên bản mà các anh em có thể tham khảo. Tiếp theo nữa ở vị số 8 đó là một sản phẩm của nhà Gaglon Idea EDT, một mùi hương giống như một chiếc bánh hạnh nhân, rất là thơm, rất là ngậy. Rất là tiếc chán nước hoa này thì nó hơi khó mua, nhưng thực sự là mình luôn luôn recommend, mình rất là gợi ý đến cho các anh em nếu như có thể săn được chai nước hoa này thì chúng ta nên sở hữu nó. Mùi hương rất là độc đáo, không đụng hàng và rất là thơm. Đó, ở vị số 8 hoặc là Lone Idea EDT. Ở vị trí số 7 lại là một sản phẩm của nhà Hermes, một combo quế, mật ong và một chút thuốc lá rất là sang trọng, rất là nam tính. Tưởng tượng rằng chúng ta trong đêm Noel Giáng sinh ấy, lạnh, trời lạnh và chúng ta xịt một cái mùi hương nào mà đàn ông chững chạc và nam tính thì Hermes Ombre, cái tên này quá khó đọc, Ombre Lagulli, chắc là như thế, chính xác là cái mùi hương như thế. Bất kỳ một anh em nào có một cái phong cách nam tính và lịch lãm, hãy thử tham khảo mùi hương của chai nước hoa này. Ở vị trí số 7. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler và nó có tên là Pomart, một cái mùi hương của rượu whisky và bồn nếu như mình nhớ không nhầm. Thế nhưng đây là cái mùi hương độc đáo, không đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào mà các anh em từng đi thẩm mùi. Rất là nam tính, rất là đàn ông. Do đó, ở vị trí số 10, 9, 8, 7, ở vị trí số 6, chai nước hoa mình muốn giới thiệu anh em Thierry Mugler Pomart.
Đó, đây là ngoại hình của em nó. Ở vị trí số 5, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Banana Republic. Tobacco and Tokamine, The Dark Cherry. Nếu như ở Dark Cherry, đây là một cái mùi hương của quả cherry và sau đó nó có hơi cái vị ngọt ngậy. À, giống như bình thường như chúng ta ra ngoài những cái shop uống nước ấy thì cái quả cherry mà như chúng ta gọi một cốc kem này ạ, và ở trên người ta có phết kèm với quả cherry thì đây chính xác là giống như cái mùi hương của Dark Cherry. Nó rất là sexy. Nếu như mà các anh em nào yêu thích một cái phong cách mùi hương nó có thiên hướng về unisex. Và nữa đó là Tobacco and Tokamine, một trong những chai nước hoa best về thuốc lá theo những cá nhân mình đánh giá, xứng đáng đến từng xu mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu nó. Do đó ở vị trí số 5, đó là bộ đôi sản phẩm của Nhật Banana Republic, Tobacco và Dark Cherry. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Kilian, Black Phantom. Thực sự mà nói thì chai nước hoa này cũng chưa sao mà khó dùng ấy. Đó, Black Phantom. Ok, một cách thẳng thắn là chai nước hoa này mình không phải là quá thích, thế nhưng mình lại khá là thích cái vị chocolate của nó khi mà mới xịt, rất rất là phải gọi là thật đấy. Nếu mà chúng ta đang cần tìm một cái mùi chocolate mà có cái kiểu như là cái vị thật của nó ấy, thì Black Phantom là chính xác là cái chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo. Mặc dù mình không phải là quá thích mùi hương này, thế nhưng mình nghĩ rằng trong cái đêm Noel, và nếu như chúng ta không phải là ở một không gian rộng mà chúng ta ngồi hai người với nhau chẳng hạn, và trong cái lạnh lẽo của đêm Noel, một chút mùi thơm của chocolate và rượu whisky, mình chai này mình nhớ là có dùng rượu, thì mình nghĩ rằng nó nhẹ nhàng và nó khá là cuốn hút. Do đó ở vị trí số 4, Kilian Black Phantom là chai nước hoa mình muốn gợi ý cho các anh em. Ở vị trí số 3, đó là bộ đôi sản phẩm của Nhật Parfum de Mali, Herald và Leighton. Ở chai nước hoa Leighton này thì một quả bom về mùi bạch đậu khấu. Mùi bạch đậu khấu thì thường là mùi nó hơi dày một chút, có một chút khét và hăng đồng. Đây là một chai nước hoa khi mà mới xịt thì có thể nó không phải là một cái trải nghiệm quá là ấn tượng, thế nhưng các anh em hãy cứ dần dà thẩm mùi chai nước hoa này thì nó rất là ok, rất là thích hợp sử dụng chai này vào mùa lạnh. Và Herald, không còn gì để nói về chai nước hoa này. Đây là một chai nước hoa có thể gọi là nổi tiếng nhất của nhà Parfum de Mali theo như quan điểm của mình. Nhắc đến Parfum de Mali thì phải nhắc đến Herald đầu tiên, không còn gì để nói. Một mùi hương thuốc lá mềm phết với mật ong rất rất là ok. Do đó ở vị trí số 3, bộ đôi sản phẩm của nhà Parfum de Mali, Herald và Leighton. Ok, ở vị trí số 2, đây là một mùi hương của nhà Guerlain, Santa Royal. Mình nghĩ rằng trong cái đêm lạnh của Giáng sinh thì một chút mùi gỗ quyện cùng với mùi hồng đủ để chúng ta ghi dấu ấn ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta sẽ đến, và cái mùi hương nào có cái độ ghi điểm như thế. Guerlain Santa Royal chính xác là cái mùi hương mình muốn gợi ý cho anh em. Bám mùi thì như một con quái vật tỏa mùi thì cũng không hề là kém cạnh. Đây là một chai nước hoa khi mà chúng ta sở hữu nó thì xứng đáng với từng xu mà chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ bỏ ra. Ok, sau đó ở vị trí số 2, Guerlain Santa Royal. Và cuối cùng, chai nước hoa ở vị trí số 1 mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Dior Homme Intense. Có nhiều những cái ý kiến cho rằng là reform hay như thế nào, nhưng mà mình với cá nhân của một người xịt nước hoa thì mình không cho rằng cái vấn đề đấy, khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ không thể biết được là đây là bản cũ, đâu là bản mới, mà chúng ta sẽ chỉ cảm thấy rằng cái mùi hương này nó quyến rũ hay không. Và
Cho dù là có reform như thế nào, thế nhưng Dior Homme Intense luôn luôn là cái mùi hương một trong những best choice dành cho cánh đàn ông của chúng ta khi sử dụng vào cái dịp Noel tới đây. Sexy đàn ông quyến rũ, nó ở tất cả các cái khía cạnh, nó bao gồm gộp trong cái sản phẩm của nhà Dior này. Đó, ở vị trí số 1, Dior Homme Intense, chẳng qua mình muốn giới thiệu anh em. Vừa xong mình vừa giới thiệu lên cho anh em top 10 chai nước hoa canh em có thể tham khảo để sử dụng trong đêm Giáng sinh tới đây. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.